Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Đang ngồi ăn bình thường thì Phi Phi đột nhiên nói. Đúng rồi mẹ à. Gia sư với thầy cô bảo con phải chịu khó trao đổi với bạn học để phát triển tư duy. Chỗ ngồi của con xa sở Mỹ. Không dễ gì nhờ được mẹ lừa cậu ấy đến đây. Con nhất định sẽ không dễ dàng thả cậu ấy về đâu. Nghe những lời này người có dã tâm như sở Mỹ ngay lập tức chột dạ, sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch đã thế mẹ phi phi còn chủ động để cho bọn họ có không gian riêng sở mỹ hiểu chuyện lại giỏi giang mẹ sẽ xem con với con bé học các con lên phòng làm bài đi phòng đó có cách âm đó trong lòng sở mỹ thầm kêu không ổn cô ta định tìm cách từ chối nhưng đã quá muộn phi phi làm sao để sở mỹ có cơ hội bỏ trốn được cô đứng lên đi tới kéo tay cô ta đi thôi lâu rồi không ở riêng với cậu tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu làm đấy sở mỹ có muốn nói gì cũng đều vô dụng cô ta cứ thế bị phi phi kéo lên lầu cách hành xử của phi phi khiến sở mỹ vô cùng bất an đông phương phi phi nay uống nhầm thuốc gì à từ lúc mình chuyển nhà đi đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi không được không thể để cô ta rất mũi được nghĩ vậy sở mỹ lại tiếp tục dùng chiêu cũ cô ta liều mạng đánh cược đẩy phi phi ra rồi tự mình ngã người về phía sau thậm chí còn hét lên ai ra phi phi cậu làm gì vậy không nghi ngờ gì nữa sở mỹ chính là muốn vu khống phi phi đẩy cô ta té cầu thang đây mà mẹ phi phi và dì mai nhìn thấy cảnh đó thì ngay lập tức hoảng hồn đứng bật dậy nhưng mấy trò cũ rích này sao đủ trình để hãm hại phi phi của chúng ta được nữa cô đã nhanh tay bắt lấy cà vạt của sở mỹ giữ cô ta lại phần thân trên của sở mỹ lơ lửng giữa không trung còn cà vạt siết chặt đến khó thở phi phi cứ thế kéo sở mỹ lại sát về phía mình còn giả vờ lo lắng hỏi hang cô ta dọa chết tớ rồi may mà tớ nhanh tay đó sau này cậu đi đứng phải cẩn thận nhé tuy chỉ có bốn tầng nhưng ngã thì bị thương không nhẹ đâu thế là ý đồ của sở mỹ đã thất bại một cách nhanh chóng tình thế đảo ngược người bị mắng liền đổi thành cô ta chả cẩn thận gì cả may mà có phi phi đấy ở khoảng cách đủ để hai người nghe được. Phi Phi bắt đầu công kích Sở Mỹ. Lần này bị tôi dọa sợ à? Cái cách đấu hậu cung kiểu này mà cậu cũng làm được, thật đáng thương. Sở Mỹ bắt đầu hoảng loạn. Cô ta vừa định lớn tiếng cáo trạng với mẹ Phi Phi thì Phi Phi đã ghé sát vào tay cô ta thì thầm những lời đe dọa. Đứa con gái ham vật chất trèo lên giường người ta là cô. Tôi có chứng cứ. Không muốn tôi báo cảnh sát thì cút lên trên. Sau khi đã kéo Sở Mỹ vào phòng kín, Phi Phi ném một sấp giấy và một chiếc máy ghi vào người cô ta sở mỹ vẫn chưa biết phi phi định giở trò gì nên vẫn còn sức hét lớn phản kháng lại cô đông phương phi phi cô làm gì vậy phi phi tiến tới cầm một tờ giấy lên dí sát vào người sở mỹ từng bước từng bước ép cung cô ta cho bằng được máy ghi âm là một vài đoạn ghi âm mà cô đã nhiều lần nói xấu tôi trong trường học còn bản sao của tờ giấy này là hồ sơ theo dõi ip của cô những thứ này có thể chứng minh ngay người đăng là cô đừng thấy bình thường tôi kệ cô là tôi sợ cô về diễn xuất tôi chưa từng thua ai đâu chỉ là vì muốn tập trung học nên tôi đã gạt mấy thứ vớ vẩn đó qua một bên nhưng nếu cô vẫn còn cố tình ảnh hưởng đến việc học của tôi thì tôi sẽ giao máy ghi âm cho mẹ tôi để bà ấy đuổi mẹ cô và cô đi còn về hồ sơ theo dõi ip của cô tôi có thể giao cho cảnh sát để lớp 12 cô dính vào bản án từ đó thanh danh của cô sẽ bị hủy hoại sau này dù thi đại học hay thi công chức tìm việc đều sẽ không rửa được thứ như bẩn này tăng chứng vật chứng đã rõ rành rành sở mỹ có muốn chối tội cũng không có khả năng cộng thêm những lời hù dọa của phi phi càng khiến cô ta hoang mang lo sợ cuối cùng sở mỹ suy sụp quỳ dạp xuống đất ôm mặt khóc lóc cầu xin tha thứ phi phi à xin lỗi cậu tôi không cố ý là châu siêu anh ta nói nếu không làm theo lời anh ta thì anh ta sẽ gây sự với tôi tôi có bản lưu trữ quy chất có thể làm chứng nhìn bộ dạng chật vật như bị ép đến bước đường cùng của sở mỹ trên gương mặt của phi phi không có lấy một tia thương xót cô lạnh lùng nói ồ chẳng trách bài đăng đó miêu tả chi tiết như thế hóa ra là châu siêu ra tay với tôi cô tưởng cô bị anh ta ép thì tôi sẽ bỏ qua cho cô à nằm mơ đi hai chữ mơ đi khiến sở mỹ hoàn toàn suy sụp phi phi khoanh tay nhìn cô ta Bây giờ cô đã nắm thóp được sở mỹ nên chuyện gì cũng trở nên hết sức dễ dàng. Cô có thể tùy thời dùng nó để đe dọa cô ta. Không phải cô đố kỵ xuất thân của tôi tốt, muốn nỗ lực học tập hơn à? Tôi sẽ nắm điển này, xem cô có tiến bộ không. Xem lúc nào tôi sẽ tung mấy cái chiến danh hiền hách của cô ra. Sở mỹ càng ngày càng kích động, cô ta gào tên Phi Phi một cách cam phẫn. Phi Phi chỉ bình thản đưa tay lên miệng nói, đừng nói to quá. Mẹ tôi nghe thấy là sẽ đẩy cửa đi vào, bà ấy mà thấy đống này là tôi khó giải thích đó. Sau khi đã khiến sở Mỹ phải phục tùng mình, Phi Phi bỏ cô ta ở lại trong phòng rồi rời đi, cô cũng không quên nhắc nhở cô ta. Đồ dưới sàn tôi đã có bản sao lưu, bài đăng đó làm thế nào không cần tôi dạy chứ hả? Kiếp này cách xa tôi chút, Quốc khỏi tầm mắt của tôi đi. Tiền đồ của cô và mẹ nằm trong tay tôi hết đó, lần này xem như là đã tạm loại bỏ được một phần hiểm họa. Sáng ngày hôm sau, trên trường lại một lần nữa xôn xao bàn luận về động thái của kẻ nặc danh đã vu khống Phi Phi, hội chị em của cô vô cùng kích động. Vui vẻ đưa điện thoại ra cho cô xem, Phi Phi nhìn nè, người đăng bài này xóa bài rồi, còn viết bài xin lỗi thanh minh lại lời đồn kia nữa hành động này của kẻ nặc danh khiến mọi người không khỏi cảm thấy khó hiểu thế là dư luận lại bắt đầu đảo chiều sao người này tự nhiên tốt vậy tớ phục rồi bác bỏ tin đồn này sao lại có mấy thứ vô duyên nói phi phi như vậy chứ chị em tốt của phi phi còn phát hiện bình luận của lục phóng dưới bài đăng của kẻ nặc danh nọ xem chửi thật đã cái con mắt quá đi mà lục phóng này tuy văn chương không lai láng nhưng lại rất thành thạo việc mắng người mắng sung đến nỗi tôi sợ rằng nếu đọc nguyên văn ra thì sẽ bị ăn gậy mất thế nên các đồng chí tự mình xem màn hình nhé hội chị em của phi phi cũng phục cậu ta sát đất ha 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 anh phóng đúng là ghê thật có người nói anh em của châu siêu bị lục phóng dùng tiền mua chuộc kìa mấy người này đúng là bị mù mà dù sao nếu có người dám nói trước mặt cậu thì bọn tớ sẽ giúp cậu xử lý ngay lúc này phi phi chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến những anh hùng bàn phím này cô nhanh chóng chào tạm biệt hội chị em để quay về lớp học không cần để ý mấy người nhạt nhẽo đó tớ vào lớp trước đây bye bye mặc dù đa số mọi người đã có cái nhìn tích cực hơn về phi phi nhưng vẫn còn một số thành phần vì ghen ghét cô nên không chấp nhận việc tin đồn bị xóa bỏ mấy người đó ác thật vừa nịnh lục phóng lại còn tâng bốc cả nhiếp thần dạ đúng là kinh thật bài đăng đó tự nhiên bị xóa đi nhất định là bị lục phóng ép rồi lần này phi phi không thể nhịn đám người đó được nữa cô tiến tới ba mặt một lời với bọn họ luôn đừng có nói xấu sau lưng tôi trước tiên phải làm rõ tội phỉ báng trong luật hình sự nếu cậu muốn nhận xét tôi thì tôi sẽ cùng giáo viên làm đơn gửi cảnh sát vẫn là cô nữ sinh tóc đen hay nói xấu phi phi kia dạo gần đây cô ta mới bị dọa không dám lại gần chơi chọc phi phi nữa mà bây giờ đã lấy lại dũng khí để khiêu khích cô rồi cậu báo đi đừng lấy thứ đó dọa dạ tôi tôi nói cậu nịnh lục phóng lại còn theo đuổi nhiếp thần dạ không buông thì sai chỗ nào tan học đã nắm cơ hội hỏi nhiếp thần dạ này kia không phải muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy thì là gì thế mà cô ta chưa lớn tiếng được bao lâu thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên phủ nhận toàn bộ những gì cô ta vừa nói cậu sai rồi đó không ai khác chính là nhiếp thần dạ anh bước vào lớp thản nhiên dõng dạc nói trước mặt tất cả mọi người là tôi theo đuổi cậu ấy một câu này của nhiếp thần dạ khiến nữ sinh tóc đen kia thì nghe như xét đánh ngang tai còn cả lớp hỏa tiễn náo loạn cả lên đặc biệt là các cậu trai trong lớp vô cùng thích thú bắt đầu hú hét như muốn nói cho cả trường biết tin sốt dẻo ngày hôm nay tớ tuyên bố các bồ mạnh nhất của minh đức đó là phi giã thậm chí còn có cậu bạn giả vờ cầm micro đến phỏng vấn phi phi chị phi xin hỏi được học thần theo đuổi có cảm nhận thế nào người trong cuộc là phi phi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra cô là ai và đây là đâu mặt cô ửng đỏ như quả cà chua chín vội vàng phủ nhận im miệng đi cậu ấy nói đùa thôi các cậu đừng hô hào nữa nhưng lời cho chính miệng nhiếp thần dạ nói ra có sức ảnh hưởng vô cùng khủng bố chưa gì mà đã có người gọi cô là nhiếp tổ tức chị dâu nhiếp luôn rồi lúc này nữ sinh tóc đen kia đã hoàn toàn suy sụp chẳng còn hơi sức để cãi nhau với phi phi nữa châu gia tố phải đến đặt tay lên vai an ủi cô ta tử kỳ à đừng khóc chỉ là bạn bè thôi mà đừng để trong lòng trái ngược với các bạn nam hò hét luôn miệng gọi phi phi là nhiếp tổ thì các bạn nữ bắt đầu có người ghen tị nói xấu cô kinh thật nhiếp thần dạ nói tôi theo đuổi cậu ấy trước mặt mọi người luôn đừng ghen tị nữa cậu ta xinh đẹp vẻ đẹp không kép gì người trong giới giải trí đúng vậy tớ mà xinh đẹp như vậy cũng sẽ chơi đùa với nam thần như vậy thôi những lời này khiến cô nữ sinh tóc ngắn tên ninh đan rốt cuộc không nhịn được nữa cô ấy bất bình lên tiếng thay phi phi không thể đổi cái nhìn phiến diện về người ta được à người đăng bài đó cũng đã sửa rồi bạn cùng lớp với nhau gần một học kỳ rồi cậu ấy vẫn luôn một mình học tập chưa từng thảo luận với bạn bè chưa từng trêu chọc ai tớ luôn xem việc thi vào lớp hỏa tiễn là vinh hạnh nhưng giờ xem ra lớp hỏa tiễn chỉ là con số trên bài thi thôi không hề kiểm tra phẩm chất con người những lời này đã thành công chặn họng đám người ghen ăn tức ở kia ha ha từ hôm nay phi phi lại có thêm một đồng minh nữa rồi cô bạn này nói thật chí lý nghe hả dạ quá đi thôi lớp hỏa tiễn ồn ào đến nỗi thầy trương đi ngoài hành lang còn nghe rõ tiếng hò hét của các học sinh bên trong thầy ấy lấy làm lạ nhíu mày bước vào nhắc nhở ồn ào gì vậy tiết tự học bắt đầu rồi mà các em không biết à vừa thấy giáo viên là các học sinh liền phi như bay đến chỗ ngồi chẳng mấy chốc hai người còn đứng duy nhất là phi phi và nhiếp thần dạ ở cuối lớp bầu không khí xung quanh bọn họ tràn ngập hương vị của tình yêu nhiếp thần dạ không chút ngại ngùng nhìn phi phi còn phi phi thì đứng khép nép thẹn thùng đỏ mặt các học sinh mặc dù đã ngồi vào chỗ nhưng vẫn đang che miệng cười khúc khích bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình thầy trương vừa nhìn đã hiểu ngay thế là không chỉ học sinh mà cả thầy giáo cũng không nhịn được mà ồ lên một tiếng thật dài thế là cả lớp lại phá lên cười ha ha xem ra ngày hôm nay lớp hỏa tiễn không thể nghiêm túc học tập được rồi thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học hôm nay phi phi và ninh đan cùng nhau ra về ninh đan vừa đi vừa uể oải than thở cuối cùng cũng được tan học rồi ngồi cả chiều ê hết cả mông vòng sơ khảo của olympic hóa học tớ không qua rồi Quả nhiên sau này phải chuyên tâm học tập thêm mới được. Hôm nay tớ chỉ ăn cùng cậu thôi, tối tớ có hẹn với gia sư rồi. Đang vừa đi vừa trò chuyện thì Phi Phi và Ninh đang nhìn thấy bóng lưng Nhiếp Thần Dạ, dù vậy bọn họ cũng không chủ động gọi anh lại mà chỉ đứng từ xa bàn tán. Dạo này Nhiếp Thần Dạ bận quá, ngoài thời gian rảnh trên lớp thì đều làm thí nghiệm rồi ăn ở phòng giáo viên luôn. Nói ra thì tiết tự học sáng nay cậu ấy tới lớp là để giúp cậu đó, vừa nhắc đến chuyện lúc sáng là Phi Phi lại thấy khó xử. Cô vội vàng kéo Ninh Đan ra chỗ khác muốn tránh mặt Nhiếp Thần Dạ. "Hãy chúng ta qua bên này đi." Ninh Đan vừa đi theo Phi Phi vừa nói tiếp, "Thực ra sáng nay cậu không nên cãi nhau với Tử Kỳ làm gì, lớp 10 cậu ta đã ở trong lớp xã hội rồi, có quan hệ tốt với các bạn nữ, dù cậu không nói thì Nhiếp Thần Dạ và Lục Phóng cũng sẽ giúp cậu giải quyết thôi." Phi Phi thì lại không đồng tình với quan điểm này của Ninh Đan, cô cảm thấy bản thân phải tự túc, không thể cái gì không biết làm thì đợi người khác giúp được. Phi Phi nắm chặt tay, càng nói cô càng tin tưởng vào quyết định của mình, trước đây cô lo học nên không để ý tới bọn họ nhưng có người lại vì thế mà nghĩ cô dễ bắt nạt. Thế nên lần này cô sẽ không dễ dãi nữa, nhất định sẽ không bỏ quan cho bọn họ dễ dàng đâu sau khi chào tạm biệt ninh đan phi phi một mình trở về nhà cô cũng tranh thủ thời gian đọc bài tiếng anh suốt chặng đường để luyện tập nào ngờ phi phi vừa về đến nơi đã thấy nhiếp thần dạ đứng ngay trước cửa nhà chờ cô phi phi giật mình im lặng trong đầu cô vừa nảy sinh ý định chuồn êm thì đã bị nhiếp thần dạ tiến tới bắt lại đây là nhà cậu mà cậu đi đâu vậy bị bắt tại trận phi phi chỉ biết cười trừ ha ha học bài tới ngốc luôn rồi tới nhà rồi mà tớ không biết chắc hẳn nhiếp thần dạ đã nhận ra phi phi đang muốn trốn tránh mình nhưng anh lựa chọn không bỏ qua và đi thẳng vào vấn đề thế đáp án của cậu là gì phi phi biết là anh đang nhắc đến lời tỏ tình ngày hôm đó cô hơi há miệng nhưng mãi vẫn không thể thốt ra câu nào cuối cùng chỉ có thể trốn tránh lảng sang vấn đề khác đúng rồi tớ không thể phân tâm được chí ít là trước khi thi đại học cậu thông minh như vậy sẽ không hiểu nỗi khổ của người bình thường đâu tớ phải tập trung để theo kịp tốc độ của lớp hỏa tiễn đã nhất thần dạ vẫn không bỏ cuộc lời của phi phi chẳng khác nào cho anh hy vọng vậy sau khi lên đại học thì có thể chứ nghe đến đây phi phi theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy nhưng rất nhanh sau đó cô đã cảm thấy vô cùng hối hận nhất là khi nhìn thấy sắc mặt nhất thần dạ trầm xuống từ từ tiến gần về phía cô thì nội tâm phi phi không ngừng gào thét a a a sao mình lại lắc đầu chứ trời ơi sắc mặt của cậu ấy khó coi quá a a a sao cậu ấy lại dựa sát mình không phải muốn đánh mình chứ lúc phi phi còn đang bối rối không biết tiếp theo nhất thần dạ sẽ làm gì thì anh đã đến trước mặt cô chẳng hề động tay động chân mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi cậu sợ tôi à sao vậy trước áp lực mang tên nhất thần dạ phi phi rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa cô ngập ngừng nói năm lớp 10 tớ tận mắt thấy cậu đánh lý vi cuối cùng phi phi đã nói ra điều mà cô cảm thấy lấn cấn từ kiếp trước đến kiếp này nhưng cô không đợi nhiếp thần dạ giải bày mà đã nhân lúc anh không để ý vội vàng chạy ngay vào nhà còn vừa chạy vừa nói dù con gái làm gì thì cũng không nên bị con trai đánh chứ lần này nhiếp thần dạ không đuổi theo nữa mà chỉ đứng đó nhìn bóng lưng phi phi khuất dần sau cánh cửa qua ngày hôm sau trong tiết tự học đầu giờ phi phi không tài nào tập trung được cả lớp người học tiếng anh người học văn còn cô thì vẫn mãi nghĩ về chuyện của nhiếp thần dạ về sự kiện nhất thần dạ đánh lý vi là cô tận mắt chứng kiến ở kiếp trước nên điều đó đã để lại trong cô cảm giác tiêu cực rất lớn kiếp trước cô không qua lại nhiều với nhất thần dạ nhưng kiếp này thì đã ở bên cạnh anh gần một năm rồi vì thế cái nhìn của cô về nhất thần dạ đã dần thay đổi tuy anh lạnh lùng thật nhưng trước giờ chưa từng vô cớ dùng bạo lực phi phi còn dự định sẽ hỏi nhất thần dạ xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vào năm đó nhưng cô đã lỡ tuyệt tình với anh như vậy nên bây giờ cũng khá khó xử không biết phải làm sao đặc biệt là khi nhất thần dạ ngồi ngay sau lưng phi phi nữa cái nhìn chằm chằm của anh sắp biến thành mũi tên đến nơi rồi vậy mà người bọ vẫn không chủ động bắt chuyện với cô phi phi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì thầy trương không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cửa sổ lớn tiếng chỉ đích danh nhắc nhở cô đông phương phi phi tiết tự học sáng sao em lại ngây người ra vậy tuần sau là thi cuối học kỳ rồi không được lười biếng đâu đấy bất ngờ bị đánh úp khiến phi phi giật nảy mình theo bản năng la toáng lên lúc này thầy trương mới bước vào lớp thầy ấy đứng trên bục giảng nói châu ra tố em qua đây một lát tiếp sau đó thầy trương còn nhắc đến cả tên của phi phi nhưng rồi im lặng một lúc và lựa chọn bỏ qua thế là cuối cùng có một mình châu gia tố ra nói chuyện riêng với thầy một lát tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng